Tiếp theo là độ mờ này. Đấy, độ mờ của cái hình ảnh này. Đấy, thì nó sẽ làm tăng độ mờ hoặc giảm độ mờ đi. Đấy, nó là mờ cái hình ảnh đi, mờ cái video đi. Đấy, thì video nó trông nó sẽ mờ đi, được chưa ạ? Ừ. Rồi, tiếp theo là đảo ngược. Nó sẽ làm cho cái video nó quay từ cuối lên đầu, được chưa ạ? Đấy, video nó sẽ quay từ cuối lên đầu. Ví dụ cái video đấy, còn cái video sang bên này thì nó lại là gì ạ? Nó lại ngược lại, nó đang quay ngược, đang tua ngược anh nhỉ, đang tua ngược lại so với cả cái video trước đấy, thì nó gọi là đảo ngược lại. Ok chưa ạ? Đấy rồi, nó có thêm cái tính năng nữa, đấy là tính năng dừng hình. Khi chúng ta nhấn vào dừng hình thì ngay lập tức nó sẽ chụp một cái bức ảnh. Đấy, ví dụ đến đây nhá. Đấy, nó sẽ chụp một cái bức ảnh, nó dừng lại, được chưa? Đó, và chúng ta có thể thay đổi cái độ dài của bức ảnh này, dài ngắn của bức ảnh này. Ừ. Để làm gì ạ? Để chúng ta nhấn vào cái vị trí đấy. Đấy, cái vị trí đấy. Ví dụ như là chúng ta có một lớp phủ, đấy là gì ạ? Là Trump. Đây. Ừ, video. Đây, ví dụ thêm cái video này. Được chưa? Rồi, chọn cái video này. Rồi. Đến cái đoạn này nhá. Rồi, đến cái đoạn này Huy muốn dừng hình. Được chưa? Thế anh chị em sẽ nhìn này. Đấy. Nhảy, dừng. Đấy, được chưa? Tức là gì ạ? Nó có cái điểm nhấn. Đó. Đấy. Khi đấy mình có thể có một, tạo một cái điểm nhấn trong cái video. Ừ. Là dừng lại đúng là cái khoảnh khắc hoặc cái cảnh là đẹp nhất. Được chưa ạ? Rồi nha. Đấy là cái rồi.